Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương tới đây thăm lại ông hai và Vương có mua một cái bếp lò để tặng cho ông hai. Và lúc trước thì Vương đăng tải lên và Vương cô chú anh chị cũng thấy là ông hai xài chỉ bằng 3 cục đá để làm một cái lò, thì nấu ăn nó trật lên trật xuống thì rất là tội nghiệp luôn cô chú anh chị. Và Vương thấy có mấy cái chai đây, chắc là ông hai mới đi nhặt mà không có. Thì ông hai về nhà rồi. Cái giỏng đang có người nằm này cô chú chị. Vậy là ông hai rồi cô chú chị. Dạ con chào ông hai. Chào con Lợi hả? Dạ con mới Lợi. Cái đây viết gì ông hai? Trời ơi cái gì vậy? Đây nè. Cái lò. Dạ đúng rồi cái lò. Cái lò cái gì? Dạ cái này con mua cho ông hai để ông hai để nấu ăn nha. Trời ơi đây này cô chú anh chị, đây là cái bếp lò của ông hai này. Chỉ cần 3 cục đá thôi là làm được một cái lò rồi. Nhiều khi là nấu ăn á, ví dụ mà hôm bữa nha Quân quay cho cô chú anh chị xem á, là trật lên trật xuống thì khá là tội nghiệp luôn. Và bây giờ thì Quân mua một cái lò mới này để ông hai nấu đồ ăn. Cái này ông hai để nấu đồ ăn nha ông hai nha. Nấu đồ ăn rồi nấu cơm, nấu này nấu nọ nha ông hai. Cái đó nó vững chắc á. Dạ. Cái đó nó không có thêm cái nồi được. Cái này ông hai thích không? Cái này ông hai thích không? Trời ơi, cái đó thì ngon lành chứ. Dạ. Cái đó còn mắc 3 cục đá. Rồi trưa đây ông hai ăn cơm gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Rồi nếu mà nấu đồ ăn mình nhóm lửa trong cái lò mới rồi mình nấu ăn nha ông hai nha. Dạ. Nấu ngon không? 3 cục đá. Dạ. 3 cục đá nhiều khi nó chín nồi. Dạ. Nó làm chắc. Rồi bây giờ thì con chỉ ghé qua đây con thăm ông hai, phải lên trên kia con giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo nữa. Thôi con bye bye ông hai nha. Cái lò này là ông hai biết sử dụng rồi đúng không? Cái đó biết. Dạ. Dễ. Dạ rồi bye bye ông hai nha. Bye bye con nha. Mời cô chú anh chị những cái hoàn cảnh tiếp theo nha cô chú anh chị nha. Nay Vương đang trong một cái resort bỏ hoang trong một cái vùng núi này cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay Vương được biết được một người đàn ông sống trong một cái ngôi resort bỏ hoang này. Thì cái resort này hàng trị giá là mấy tỷ á. Đó. Thì nói chung là cũng rất là lớn luôn. Nhưng mà không biết tại sao mà lại bỏ hoang. Và ngày hôm nay thì Vương vào đây để tìm hiểu cái câu chuyện resort bỏ hoang và người đàn ông sống trong một cái ngôi resort bỏ hoang này nha cô chú anh chị nha. Và ngày hôm nay thì Vương cũng vác một bao gạo đem tới cho chú có ăn uống qua ngày nha cô chú anh chị nha. Và đây là cái giọng của chú hay nằm thường xuyên này cô chú anh chị. Ôi ôi sao mà mình thấy là ở đây ấy da quá, wow, cái bao gạo của mình nó nặng quá. Mình thấy ở đây sao mà nó đổ nát hết luôn này cô chú anh chị này. Trời ơi sao mà kỳ vậy ta. Là lúc trước là mình cũng đã vào đây rồi và cũng quay một cái video chia sẻ tới cô chú anh chị, và bây giờ Vương tới lại thăm nhưng mà có lon nước ngọt này thì cũng vẫn còn ở đây. Chú ơi trời ơi giống như là một cái này là bị đổ nát hết luôn của chú anh chị, hay là chú có mệnh hệ gì không ta. Thì cái bao gạo của mình này nó nặng quá cô chú anh chị ơi. Mình coi thử là vào trong cái những cái phòng này coi thử có chú không. Ôi ôi la phong bị đổ nát hết luôn của chú chị. Chú ơi. Dạ chú ơi. Chú ơi chú. Không có luôn.
Mà tại sao mà La Phong này nó rất đổ nát hết luôn ta? Mình không biết là cái nguyên nhân lý do tại sao. Và cái son này này cũng còn bỏ lại, và những cái chai uống nước này. Trời ơi, mà tại sao mà mình không biết cái câu chuyện gì ở đây mà xảy ra, và chú ở đâu? Và mình thấy là những cái hầm này này gọi là hầm than, mà cái này là gọi là cái dấu mới, mới làm thôi cô chú anh chị. Mình không biết là dấu mới thì chú thì cũng xung quanh đây thôi, nhưng mà tại sao không thấy chú đâu, mà kêu chú thì chú không lên tiếng không à? Hay là trong phòng bên này ta? Chú ơi. Trời ơi, cũng rất đổ nét hết luôn rồi cô chú anh chị. Chú ơi, chú. Trời ơi, không có luôn. Chỉ có một cái phanh lứ. Mình không biết là chú ở đâu ta. Và đây có cái lon nước ngọt này. Thì cái lon nước ngọt này thì cũng có cái dấu mới uống này. Vậy là chú đi chặt củi hay sao á? Mình sẽ đi vòng vòng mình hỏi thăm thử sao. Nhưng mà vòng vòng ở đây thì cũng có ai đâu mà ở cái khu vực này đâu. Tại ở đây này là một cái resort bỏ hoang. Cái resort này bỏ hoang mà không có một bóng người nào luôn. Thì làm gì mà có người ở đây? Và cái hầm than này này là hầm than mới. Thì bao gạo đó thì mình sẽ để đó luôn nha cô chú anh chị nha. Thì cái hầm than này hầm than mới thôi. Đây nữa này, đây cũng là một cái lò hầm than này. Thì thường ngày thì Vuông được biết là chú sinh hoạt, chú làm, chú làm than này kia nọ của chú anh chị. Hay là chú nghỉ mát ở đâu mấy căn nhà này hay không ta? Như có người trong này này của chú anh chị. Mình sẽ vào thử xem nào nha. Như có người đây này. Thì đây là một cái resort bỏ hoang hết luôn của chú anh chị. Chú này, vậy là chú chuyển qua đây ở rồi phải không ta? Đúng rồi, đúng chú rồi. Chú ơi. Dạ. Gì ấy? Con. Dạ. Chào con. Chú ơi. Ôi, làm con giật mình vậy? Chú ở đây. Dạ chú có thể là mặc áo vô, hai chú cháu mình tâm sự nói chuyện tí xíu được không chú? Chú mặc áo vô đi, còn qua kia con vác bao gạo qua cho chú nha. Thì ra là chú chuyển qua cái căn nhà kế bên, chú không có ở bên kia nữa. Thì mình cũng không biết lý do tại sao mà chuyển qua anh đó. Và ở bên này tại sao nguyên một cái đống đổ nát luôn cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị hãy đồng hành và thực hư hết cái câu chuyện này nha. Thì để biết cái nguyên nhân lý do vì sao nha cô chú anh chị nha. Chào chú nha. Chú. Con cho chú bao gạo này. Ê, nắng. Ê, chú lên nổi không? Chú cũng lớn tuổi rồi cô chú anh chị.
cho con gắn cái mic ra hai chú cháu mình nói chuyện tí xíu nha. Dạo này chú khỏe không chú? Chú nói đúng ra thì chú cũng già lớn rồi con à. Dạ. Chú cũng năm nay chú cũng 50 mấy tuổi rồi, 51 tuổi rồi. Dạ. Rồi chú cũng đi rừng đi núi con à. Dạ. Rồi bữa đây mình có đi núi gì không chú? Ngày nay chú nghỉ con à. Chú nghỉ hả? À, bữa đây mệt quá hay sao chú? Thì chú cũng ê ỏi cái mình già mình lớn rồi cái sức cái lực của mình á. Dạ. Nó đâu có sức nở nó đâu. Rồi chú cũng đi ví dụ như đi 7 bữa nghỉ 1 bữa. Dạ. Chú ơi, chú cho con biết lại cái tên của chú, tại vì hôm bữa là con cũng đã tới thăm chú rồi, chú nhớ con không? Chắc lâu lắm rồi, tại cũng đã mấy tháng rồi cô chú anh chị. Chú Trinh Hải. À, chú tên Hải, chú 51 tuổi rồi. 51 tuổi. Dạ. Trần Kim. Dạ. Rồi, Trần Kim Hải. Tại sao mà hộp đó lúc trước á là con tới con thăm chú á là chú sao? Ở chú, bên kia chú không nhớ hơn? Dạ tại khá là lâu rồi à, tại mấy bữa giờ thì con bận biểu, con ở trên núi ở Bác Ái á, thì ở trên đó thì con ở rất là xa à, là lâu lâu rồi con về ở đây con giúp đỡ bà con ở khu vực này, thì ngày hôm nay thì con tới đây là con thăm chú à, để coi thử là sức khỏe của chú như thế nào rồi. Chú cũng biết cảm ơn nha con. Dạ. Rồi gạo này là chú mừng lắm con à. Dạ. Ở nhà chú còn gạo nhiều không? Còn có 1 ký 2 ký con à. Ký 2 ký hả? Rồi mấy bữa giờ hầm than có than không chú? À, nói đúng ra thì cái đợt rồi nó mưa con à. Dạ. Được rồi, mưa rồi cái cậu cũng nửa làm rồi nửa ở nhà. Dạ. Rồi bữa nay cậu cũng mệt mỏi trong người quá. Dạ. Rồi ơi. Ủa mà sao cái căn nhà bên chỗ cũ mà chú ở hộp đó đó là tại sao mà nó đổ nát hết vậy chú? Chú ghê vậy, chú qua đây chú ở mà sau này ai đập phá cái là phòng ở trên. Dạ. Là ai đập? Mà chú đâu có biết được ai. Dạ. Nó đập canh ngày canh đêm cũng vậy mà chú không có biết đâu con à. Là lúc đó là chú đang ở đâu? Chú ở đây nè. À, là chú di chuyển qua đây ở. Thì chú qua đây chú ở rồi. Mà cái hồi chú ở đó chú giữ cái nhà đó. Dạ. La Phong còn. Dạ La Phong còn. Mà đúng chú rồi. Về đây chú ở dưới đây nè. Thời gian lâu lắm rồi. Chú lên chú coi lại là nó rớt xuống con ạ. À. Dạ nó rớt xuống hết luôn. Mà chú không biết ai. Từ từ để chú. Chắc thằng này hay thằng kia biết gì. Dạ. Cái đó thì chú không biết được. Mà chú suy nghĩ lại coi là chắc không biết được không con ạ. À. Dạ. Ủa chú, ví dụ mà chú ở đây này, có người nào tới đây làm phiền chú không? Có mà quên chú ngày qua ngày kia mà. Gì? Là quýnh chú hả? Mà chú qua ý là chú qua chú chơi. Qua đâu chơi? Ai quýnh chú? Bên kia mà. Nó đâu cái ngang chỗ đây nó quýnh nó đạm sao ngang đây nó đâu không con à? Chị hả? Rồi chú cũng về. Chú cũng nằm chú nghĩ. Dạ. Yeah. Trời ơi mình qua đó mình chơi rồi người ta quýnh mình. Là người ta không cho mình tới chơi hay sao? Biết gì. Lúc ấy chú cũng qua rồi cũng nói chuyện cho con chút. Rồi không biết sao nó gài thế cho chú con à. Dạ. Yeah. Trời ơi. Nó quýnh dập ở dưới đường á. Dạ. Yeah. Chân nó đạp bên đây nè con à. Trời ơi. Rồi chú thường xuyên những bữa là ngày và đêm rồi chú ở đây rồi có ai vào đây và làm phiền chú không? Không một con à. À là mình ở trong này là không ai tới làm phiền mình. À. Là chỉ có đi bữa đó là qua đó chơi rồi mình ngồi chơi có tí xíu mà bị quýnh. Trời ơi tội nghiệp đó vậy trời. Đó, con à, ừ, chú nói như vậy. Nó đâu ngang chỗ đây luôn nè con à. Vậy hả? Tàn ngang chỗ đây luôn. Trời ơi là người ta đạp á hả?
ta chắc... đạp ta đạp ở đạp xuống con à. Dạ. Chắc là chấn thương phần mềm. Con cho chú cái chai dầu này để chú chú tha. Rồi ơi Vuông cũng hết dầu luôn rồi cô chú anh chị. Chú đây, con còn cả nửa chai này. Cảm ơn nha con. Dạ. Rồi ơi. Mà chú không có vợ có con á con ạ. À. Dạ, đâu có vợ có con. Rồi con nghe nói là hộp đó là nói là chú là quê ở đâu ta? Ở Khánh Nhơn. Ở Khánh Nhơn. Chú muốn hòn lương không? Về quê ừ. Không chú? Ở Phan Rang đi xuống á. Dạ, con hỏi chú là ví dụ là chú muốn về quê không? Có. Thì Tết nào chú là không về quê con. Dạ. Tại vì con thấy chú là ở đây một thân một ngựa. Và ví dụ mà chú muốn đi đâu chơi hoặc là đi vòng vòng ở đây á, thì người ta quýnh chú này kia nọ thì con thấy cũng hơi xót xa. Thì nếu mà chú muốn về quê, muốn hòn lương, thì con có thể là con giúp đỡ chú về tận nhà để chú ở chung với người thân, với gia đình của mình. Đó. Rồi chú còn cha mẹ gì không? Cha mẹ mất rồi con à. Cha mẹ mất hả? Mất vậy cha là... mất mẹ. Vậy là chú còn ai? Còn còn em. Còn em hả? Em ở quê hương ở Khánh Nhơn á. Dạ. Là em trai hay em gái? Em gái rồi em trai. Em trai không có. Là nhà chú được bao nhiêu người? 11 người con à. 11 người. Mà tại sao không về người thân của mình sống mà mình lại ở vô gia cư một cái ngôi resort hẻo lánh này? Tại chú hồi đó vợ chú cũng ra đi hoàn cảnh khổ quá con ạ. À. Dạ. Rồi đi làm thuê làm mướn. Dạ. Rồi ai kêu làm gì thì chú làm. Dạ. Còn ai không kêu thì chú cũng đi đốt than, rồi chú cũng đi gian nan á con ạ. À. Dạ. Rồi nó quen cái bản tính của chú. Dạ. Rồi chứ cái bản tính của chú là như thế nào chú? Chú có thể là nói rõ cho con hiểu được không? Thì bản tính của chú là nó đi gian nan con à. À mọi là muốn là không có mến, không có đi ít có về gia đình con à. Dạ. Rồi chú có suy nghĩ là một điều sau này mà Tết năm nào thì có tiền á thì chú về. Dạ. Mà không có tiền thôi. Dạ. Rồi mấy bữa giờ thì chú làm mà dành dụm được nhiều chưa? Không có con à. Nó đúng ra thì chú đi làm thuê thì cũng đủ nuôi cái bản thân, cái xác của chú. Dạ. Làm một lò vậy chứ bán cũng được 200-300 ngàn một. Dạ. Gánh hai gánh than á, hai gánh. Dạ. Một gánh rồi chú cũng nuôi cái bản thân của chú. Dạ. Vậy là chú làm chỉ là đủ ăn thôi, không có dành dụm được nhiều chứ đâu có dư đâu con. Dạ. Đi làm thuê làm mướn sao dư. Mà tại sao mà mình không về gần quê của mình mà mình làm ở đó cho nó gần người thân của mình? Ở quê mình nó khổ lắm á con à. Ở đó là cái hầu cũng đi làm thuê làm mướn không à. Mà bữa nay ở đó mà chú về thì cũng có công chuyện làm. Bữa nay vừa đó nó có muối á. Dạ đúng rồi, mình về mình làm muối. Tại vì ở chú ở đây này là những cái thứ nhất là ăn thiếu thốn, bữa no bữa đói, bữa này bữa nọ là thứ nhất. Thứ hai là mình ở đây mũi mòng này kia nọ. Và thứ ba, dạ thứ ba là gặp nhiều người lạ và nhiều người xấu hành hung chú thì cũng tội nghiệp cho chú. Chú có suy nghĩ cái điều đó không? Rồi thứ tư nữa là chú già rồi, chú lớn tuổi rồi, ví dụ mà chú bệnh đau rồi ở đây một mình ai biết được mà lo cho chú. Chú hồi nãy giờ chú ngủ con à. Dạ không, con nói ví dụ gì đó là hồi nãy là chú ngủ con vô là chú giật mình luôn hả? Chú sợ là thưởng là ai vô hành hung chú hay sao? Cái giác quan ở trên đó thì cũng một hai lần rồi. Một hai lần là sao chú? Mà ý là chú không có nói. Nói rằng chi chú cũng đang ngủ mà vô cái
cái giống này nè, chú mới vừa mở mắt ra đập cho chú một cây. Là ai đập? Chán gián mắt luôn, chú đâu có biết ai là ai. Mà sau này chú biết người đó, mà chú đâu có làm gì mà mới ta đi vô ta quýnh chú con. Tại sao chú không lên đồn công an mà báo cáo? Đi xa đâu có xe rồi đi. Chú cái lúc đó chắc cỡ 9-10 giờ đêm á, không có đồng hồ, mà như chú độ cũng khoảng gần đó á con. Dạ, là mình cũng 10 giờ đêm mà chú đòi lên ở trên xã Vĩnh Tân á. Dạ. Mà giờ kia thì đi bộ xong đi lên trên đó. Dạ. Rồi chú nói như vậy thôi, chú ra cái nhà ngoài đây chú nằm luôn á con à. Dạ. Rồi sáng chú vô đây lại. Dạ. Đó, rồi chú mới bỏ cái nhà trên đó á. Dạ. Là bỏ cái căn nhà đó rồi chú mới di chuyển qua đây. Là chú bị hành hung, chú quýnh tại trong ngôi nhà bên đó. Và chú chuyển qua đây thì những cái la phong bị dỡ hết toàn bộ, không cho chú qua đó ở nữa. Mà ai dỡ cái la phong á thì chú mới lên ngày qua chú coi, là nó nát cái la phong luôn. Chứ còn chú ở trên đó thì cái la phong còn. Mà chú cũng xuống đây lâu rồi con à. Dạ. Mà ngày qua chú lên đó coi lại cái la phong nó nát luôn. Dạ. Mà chú tức, chú chữ thề không á con à. Vậy hả? Cái đó chú nói thiệt. Nhưng mà con thấy cái cuộc sống ở đây á, con thấy là ví dụ mà nhiều anh em tới đây giúp đỡ cho chú, rồi chắc là người ta có ghét hoặc là này kia nọ rồi đó. Có người tao giúp đỡ cho chú con. Hả? Có người cũng có tới giúp đỡ cho chú. Không có hả? Có. À thì đó, thì ý của con nói là có người tới giúp đỡ cho chú, với giống như là con đây này, là con mang gạo đồ cho chú rồi không cho họ. Hả? Chú biết rồi. Dạ, không cho họ rồi họ ganh, họ ghét, rồi họ mang thù chút oán với chú. Đó như vậy á con. Dạ. Thì con nói với khuyên với chú là một điều rằng, thì có gì thì mình suy nghĩ về cái cuộc sống của mình hoàn lương, mình về nhà cho nó khỏi bị ai hành hung mình, ai đánh đập mình và ai cũng lầy kia nọ với mình. Nếu mà chú mà muốn về thì con sẽ sẵn lòng con đưa chú về nhà luôn, chính bản thân con đưa chú về nhà luôn, con nói thật. Về nhà rồi con nói sao? Là nói gì? Ý về nhà con nói sao? Là con đưa chú về nhà của chú. Thì chú cũng biết đi về, mà ý là Tết nào á có tiền á thì chú về, mà không có tiền là chú mới về con à. Là có tiền mới về. Khổ quá, hoàn cảnh khổ cực con à. Dạ. Mình ý của con nói là chú về tới nhà chú làm, chú kiếm tiền. Và đó gánh muối nó nặng quá. Dạ. Làm đây. Vô đây chú cũng làm thuê rồi, chú cũng đi biển ở cành á. Dạ. Rồi thì vô đó. Đây rồi mới đi làm than, rồi ai kêu chú làm mướn thì chú cũng làm con à. Dạ. Thì tuổi của chú thì cũng đã khá là già rồi, thì khá là lớn tuổi rồi cô chú anh chị coi này, tay chân ăn uống không điều độ và cũng không có cái chất dinh dưỡng á, càng ngày nó suy nhược cơ thể, nó càng ngày càng ốm. Rồi cái cục bú của chú á, rồi nó có đau không? À, chú thấy nó cũng như quầy da con à. Dạ, nó mà không đau chú luôn. Chú bóp nó cũng vậy à, mà nhiều người kêu chú đi mổ mà chú đâu có tiền đâu đi mổ. Dạ. Mà thứ hai nữa người ta nói là cục bu quầy da này mổ cũng có xa đâu. Hồi chú cục bu ở đây nè, nó bự dạ. Gom con à. Dạ, trời ơi. Mà này. Nó, bây giờ nó còn nhỏ xíu này. Nó xịt hết rồi con à. Dạ, trời ơi. Cục bên đây nữa nè. Dạ. Mà nó cũng xịt, nó ra chùm lông này nè. Dạ. Còn bên đây giờ nó đang lên cục nữa nè. Nhờ bú nhảy sao không con? Bú nhảy, dạ đúng rồi. Chắc đi mổ à, mổ lấy cái gốc nó ra con. Dạ đúng rồi. Rồi khá là tội nghiệp luôn cô chú chị. Cứ là suy nghĩ là làm có tiền
mới về về thăm lại em út này kia nọ, rồi phải đi lầm lụng như vậy này, còn không có tiền thì cứ sống như vậy thôi. Nhưng mà những cái mà bị hành hung quýnh này kia nọ, ví dụ mà nhiều khi người ta ganh ghét mà quýnh cái là xảy tay một cái rồi, thì bây giờ chú thì cũng đã tuổi già rồi, nhưng mà chú bị hành hung như vậy là khá là nguy hiểm cho chú luôn cô chú anh chị. Tại vì cái cuộc sống ở đây thì nói chung là mình không biết là ai, nhưng mà mình quay như vậy này thì mình cũng giúp đỡ cho chú. Thì chú thì hành nghề là làm than đúng không chú? Chú về con, chú làm hành nghề làm bằng than đúng không? Chú thấy gạo chú mừng con chú à. Mừng hả? Trời ơi, trời ơi. Dạ. Chú làm than con à? Dạ. Trời ơi. Đó, thì chú hành nghề là làm bằng than, rồi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi ngày qua thôi cô chú anh chị, khá là tội nghiệp luôn cô chú anh chị. Thì có ai kêu chú đi làm thuê làm mướn thì chú làm, còn ai kêu là chú cũng đi làm than con à? Dạ. Là cuộc sống hàng ngày của chú là chỉ là chú, đi làm than thôi. Chú biết ơn con nhiều lắm nghe con. Dạ không đâu, cái này á là cái bao gạo của cô Thảo ở Tiền Giang, trị giá là 300.000. Dạ, con gửi cho chú. Cô chú có lời nói nào của đến cô Thảo. Thảo? Dạ, cô Thảo. Cô Thảo Trường Giang. Dạ, ở Tiền Giang. Trường Giang. Tiền. Dạ, Tiền Giang. Bây giờ con nói như vậy, cô Thảo có lòng thương mến thương cho con một số gạo như vậy, con thấy con mừng lắm cô Thảo Trường Giang. Một lần nữa con biết ơn cô Thảo Trường Giang. Giờ có nói nữa không? Con đâu biết chú đâu, thì chú có gì nói với cô thì chú nói, còn cái này thì chú nói mà con đâu có nói đâu. Thôi con à, chú cũng biết ơn cô Thảo Trường Giang. Dạ. Quá biết ơn. Dạ. Thì con cũng con cũng bao gạo và cô Thảo Trường Giang, mà con cũng biết cô Thảo Trường Giang. Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Thì con cũng thay lời của chú, thì con cũng cảm ơn cô Thảo Tiền Giang. Con cũng chúc cô Thảo dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Thì cũng cảm ơn cô Thảo đã đồng hành giúp đỡ cho bà con nghèo khổ và khó khăn. Thì con cũng cảm ơn cô Thảo rất là nhiều. Rồi bây giờ thì con cũng có một tí xíu phần quà. Ví dụ là con gửi tiền cho chú để cho chú mua những cái gì ăn uống, rồi chú mua để làm canh hoặc là những cái thịt hài gì đó, rồi chú nấu cơm đồ ăn nha chú nha. Cũng thấy là chú cũng bị người ta đánh đập và đau, thì Vuông cũng không biết làm gì cả. Thì Vuông cũng có một tí xíu là 100.000 con gửi cho chú nha. Đây là cái tiền túi của Vuông, Vuông gửi cho chú để chú mua đồ ăn, mua thuốc uống này kia nọ. Chú biết ơn. Dạ. Chú cảm ơn con. Dạ. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều. Làm thành cho con. Dạ. Thì chú cứ ráng cố gắng vượt qua những cái khó khăn này nha chú nha. Rồi chắc mình... chú cũng phải vượt qua con à. Dạ. Cũng có người nói với chú. Dạ. Tới đây nè. Chú cứ nằm, chú suy nghĩ đi. Rồi con sẽ lo cho chú một số vốn để bán giấy số. Với lại con lo cho chú chiếc xe đạp. Dạ. Yeah. Là người đó con tới nó như vậy hả con à? Dạ. Yeah. Cái này con không biết. Dạ. Yeah. Thì bây giờ là con tới đây con thăm chú, là con gửi cho chú một bao gạo. Và con gửi cho chú là bao gạo này là bao gạo của cô Thảo ở Tiền Giang. Và 100.000 tiền túi của con gửi cho chú để ăn uống qua ngày. Đó. Thì còn những cái người nào hứa với chú thì cái đó thì con không biết và con cũng không có rành lắm. Đó. Thì tại bữa đây thì con chỉ là chú... lâu lắm rồi con mới ghé lại thăm chú. Chú cũng biết ơn dạ. Con lắm á con à.
Dạ. Mà con tới cũng cách đây con 2 tháng, 3 tháng rồi không con? 3, 4 tháng rồi, rất là lâu rồi. Thì con cũng tới đây và con qua bên kia á, thì con thấy là một cái ngôi nhà chú ở hộp đó thì cũng bị đổ nát và mục nát. Và con cũng thấy có một cái lon nước ngọt, là lon đó là lon của chú luôn hay sao? Người ta đôi khi người ta tới đó người ta uống con là người ta bỏ, đôi khi chú đâu biết. Là người ta uống bỏ đó đúng không? Không phải chú chắc... không? Dạ, trời ơi. Chú đâu, chú khổ có đâu mà chú như vậy. Dạ. Chú cầu cho có vậy cái chú dạ. Mua mắm, mua muối chú ăn con. Dạ, thì chú cứ... có tiền với có gạo thì chú cũng ráng cố gắng ăn cho nó no bụng và có sức khỏe rồi chú đi làm tiếp nha. Rồi thì chú thì hàng ngày thì chú làm củi thì phải có cái sức khỏe để mình làm. Còn nếu mà mình không có sức khỏe thì mình làm củi không có than thì cũng dạ, không làm được. Dạ. Làm cái nó đi núi nó cũng mau nó ưa mệt. Rồi chú có suy nghĩ là chú có đi đâu về đâu nữa không hay là chú ở đây luôn? Chắc chú cũng đi núi rồi, chú về đây chú ở chứ có vợ có con gì đâu con. Dạ, vậy là chú đi núi rồi sáng đi chiều về ở đây thôi. Sáng đi chiều về. À, sáng đi trưa về. Trưa về. Là trưa nào cũng chú cũng ở đây đúng không chú? Trưa nào chú cũng ở đây á con. Dạ. Thì thôi chú cũng giữ gìn sức khỏe đi nha. Rồi con cũng xin phép chú con về luôn nha chú nha. Rồi cảm ơn con. Dạ. Trời ơi. Tội nghiệp cho chú rồi chưa. Thì coi này, tay chân này bị lét hết luôn. Ủa cái chân này nó sao nó bị lét vậy chú? Đạp chú á rồi. À chú té hả? Đạp chú ở ngoài đường á. Dạ. Chà nè con à. Trời ơi. Mong thì người thân của gia đình thì nếu mà gặp được, biết được chú thì coi lại suy nghĩ như thế nào nha cô chú anh chị nha. Thì chắc là bây giờ thì Vuông cũng xin tạm dừng cái video luôn. Thì một lời nữa thì con cũng cảm ơn cô Thảo ở Tiền Giang đã đồng hành với con, đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và nghèo khổ như thế này. Thì con cũng cảm ơn cô Thảo và chúc cô Thảo một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Và cũng cảm ơn cô chú quý vị Mạnh Thường Quân đã đồng hành hết cái video của Vuông. Và bây giờ Vuông xin tạm dừng cái video. Thì cũng mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vuông một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vuông có thể là đi trên cái con đường thiện nguyện suốt cuộc đời và giúp đỡ được nhiều và nhiều bà con cô bác nữa nha. Và bây giờ Vuông xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.